Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng an lành và một ngày làm việc hiệu quả nhé. Hôm nay thì hát về lời đáng đi ăn sáng, ăn hơi trễ. Luôn tiện thì hát về lời muốn quay để gửi đến quý vị và các bạn xem một cái món ăn cũng là một cái đặc sản ở Khánh Hòa, đây là món bún chả cá. Đây là một cái món rất là nổi tiếng ở Khánh Hòa. Đây là quý vị ơi, đây là món bún chả cá. Bất kỳ ai mà đến với Nha Trang hoặc là có ghé Nha Trang thì người ta đều muốn thưởng thức cái món này, vì món này cũng rất là nổi tiếng. Nếu như những ai mà chưa được thưởng thức cái món này thì nếu có dịp đến với Nha Trang thì chúng ta nên thưởng thức ha. Rất là ngon. Cho các bạn xem này, đây là chả cá ha. Đây là cái miếng cá dầm này là nó rất là ngon, nó rất là dai, ăn nó dai dai ngon lắm. Kể cả mình có dầm nát trong tay thì nó vẫn vậy à, nó không bị nát như là các cái cá bình thường ha. Đây là ngon, nhưng mà nếu mà trẻ con mà ăn thì nó hơi dai, những em bé mà nhỏ sợ mẹ nó khó nuốt. Ngon ăn chả. Đây có một cái món mà mình rất thích là món ớt xay, nhìn rất là đẹp mắt, ngon lắm. Đây là mắm ớt. Ăn nó ngày lắm bởi vì mình không thích, nó cũng ngon, nó không thích ăn. Cái loại này nữa. Đây là cái loại ớt xim mà ăn rất là ngon này quý vị ơi. Nó rất là cay, nó còn thơm nữa. Đây rau này, rau cả một dĩa đầy cái này trời. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái món này ha. Bây giờ mình sẽ cho một miếng ớt ha. Ớt cho quý vị. Ớt này ai mà ăn được nhiều chúng ta cho nhiều, mà ăn được ít thì chúng ta cho ít thôi vì nó cay đấy. Ớt này nó rất là cay. Mình bắt thêm một miếng chanh nha. Chanh này gọi là chanh Đà Lạt. Nó rất là nhiều nước. Mình không ăn được ớt nhiều nên là mình cho ít thôi quý vị nhé. Mình cho nhiều cho nó cay. Cho đều lên. Cho một miếng rau vào nữa. Nhìn nó rất là ngon đấy. Xin mời mọi người nhé. Cái nước của nó rất là ngon. Nước của nó ngon, mình cho thêm một ít vị cay và vị chua, nó ăn nó tuyệt vời lắm quý vị. Ở đây khoảng 3 năm nhưng mà ăn cái món này ăn biết à, ăn mãi chả biết chán. Còn món này có thể ăn no, cũng có thể là ăn vặt, xem như là món ăn vặt cũng được. Đây là chả cá này. Mời quý vị ăn. Ngon.
trước đây khi mà mới vào Nha Trang mình không không ăn được những cái món này, bởi vì nó món ăn trong này nó có vị ngọt. Bắc người ta không ăn ngọt, ở trong này người ta ăn tất cả tất cả những món ăn người ta đều có một xíu đường thôi, nó có vị ngọt. Nhưng mà mới vào không quen, không ăn được, xong rồi thời gian đến bây giờ nó quen rồi, giờ là ăn cái dạng như rồi cũng giống giống người trong này rồi, ăn cái gì cũng muốn cho một xíu cho nó ngọt ngọt đấy. Rau cũng rất là ngon, có giá này, chuối này, xà lách này, và một vài loại rau thơm nữa. Món này ngon quý vị. Rất là ngon. Nước của nó ăn rất là vừa. Rau này rất là ngon lắm. Bún này chúng ta ăn rất là cùng với rau á, rất là ngon. Chả cá ngon thật. Nãy em cho hơi nhiều ớt nhưng mà hơi cay quý vị. Khách rất thích ăn món ớt này, nhưng bây giờ ăn cay kém không ăn được. Ớt đây cực kỳ thơm. Lúc mới vào Nha Trang là đi ăn là ấn tượng nhất với cái món ớt đấy, bởi vì nó thơm, ăn nó rất là cay. Quán này giống như một quán vỉa hè, nhưng mà khách thì rất là đông. Mình đi cái giờ này mà đi làm hết rồi, hôm nay mình không phải làm nên là mình ở nhà ngủ dậy trễ nên là đi khá trễ hơn. Chứ thực ra nếu mà đi vào cái giờ những cái giờ mà sáng mọi người thì rất là đông, ngồi không có chỗ mà ngồi. Không mua gì nó không?
Ở Nhật Giang có nhiều du khách Tây, người ta rất là thích ăn những cái món này. Đây, và như các bạn thấy cái món bún cá Nhật Giang thì rất là đơn giản, nó là một trong rất là nhiều cái đặc sản của Khánh Hòa, ăn nó rất là ngon. Nếu như quý vị và các bạn ai có ghé thăm đến Nhật Giang hoặc là dừng chân tại Nhật Giang thì chúng ta nên thưởng thức cái món bún cá này để chúng ta biết cái hương vị của nó thì nó rất là ngon. Theo tôi thì ở đấy nhiều năm, không phải nhiều năm, 2-3 năm nhưng mà ăn biết à, nhưng mà vẫn thấy ngon. Đây, nên là cũng muốn giới thiệu với quý vị và các bạn để quý vị các bạn cùng thưởng thức. Rồi, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Hãy nhấn like, share để cho nhiều người cùng xem và nhiều người cùng biết đến cái món bún cá này. Ai người ta có ghé đến Nha Trang thì thưởng thức nha quý vị, và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới mỗi ngày nha quý vị. Xin chào quý vị và các bạn.